Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhân Long Audio Hà Nội, địa chỉ số 147 ngõ 14 Mễ Trì ạ. Vâng, ở clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số những chiếc âm ly đang có tại Nhân Long Audio Hà Nội. Nói đến dòng âm ly Luickman thì các bác cũng đã biết đây là một trong những thương hiệu rất là lớn được sản xuất tại Nhật Bản và thị trường Việt Nam được rất nhiều anh em ưa chuộng. Dòng âm ly Luickman này về chất âm thì cực kỳ là hay và ghép tốt những dòng loa như JBL hay là BW, Tainoi, và đặc biệt nó là những cái dòng âm ly ở cái phân khúc nó chỉ loanh quanh 5 đến 60 triệu thôi, nhưng mà chất âm thì cực kỳ là hay. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại và giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cho quý vị và các bạn cũng như cái mức độ đẹp xấu của những chiếc âm ly Luickman này. Vâng, đầu tiên đó là em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ 3 sản phẩm, đó là chiếc bao Luickman M7i và chiếc rề là C7i và chiếc đầu là D10. Đây là một trong bộ combo rất là hay, rất là đẹp, bày biện rất là đẹp luôn. Ở chính giữa dòng âm ly Luickman này, dòng M7 này nó có M7 trơn này, M7i và M7f. Đấy, đây nó có ba cái series. Dòng Pao M7 thì hãng làm một cái đồng hồ vuông rất là to ở chính giữa. Và dòng này dòng chữ ký các bác nha, dòng chữ ký rất là đẹp mắt luôn. Và em thích nhất là những cái đồng hồ vu to này, và bên trên nó là rề này, con rề. Riêng bộ rề bao này là còn nguyên thùng xốp các bác nhá, còn nguyên thùng xốp. Đây em sẽ mở cái lắp ra. Đấy, nguyên thùng xốp luôn, rất là đẹp, gần như là chưa dùng luôn. Thế nên đây đây là bộ có cái giá trị sưu tầm rất là cao. Đấy. Đây, và chiếc đầu CD D10, đây là một trong những chiếc đầu CD rất là hay luôn, rất là hay và cũng đẹp xuất sắc. Những cái dòng D10 này hãng sử dụng cái vỏ gỗ piano bóng các bác nhé, và nó ghép hợp với cái bộ M7i này, thì bộ M7i này nó cũng sử dụng vỏ gỗ piano bóng rất đẹp luôn. Em sẽ quay chậm cho các bác để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của nó. Rồi, bây giờ xong cái bộ dề bao combo này và em sẽ quay sang bên trái để cho quý vị và giới thiệu cho quý vị và các bạn là hai chiếc âm ly Luickman. Còn bên trên này nó là chiếc âm ly Luickman L550AX. Đây là một trong những dòng âm ly chạy thuần class A. Dòng âm ly Luickman thì hãng cũng luôn luôn sử dụng chiếc đồng hồ vuông chính giữa rất đẹp luôn. Và con này cũng rất là mới luôn. Đấy, rất là mới. Và những dòng này là dòng đời cao đó, hãng đã sử dụng cái volume lê cua rồi. Đấy. Chiếc âm ly Luickman L550AX này em đang bán với giá là 56 triệu. Giá rất là tốt cho, và cái phân khúc nó rất hay. Dòng class A này là rất rất âm rất là ngọt ngào, rất là đẹp luôn. Và bên dưới đó là cũng là một chiếc âm ly chạy thuần class A, đó là âm ly Luickman L590A. Đấy, con này cũng đồng hồ vuông chính giữa và nó cũng sử dụng mặt trắng nhé các bác, mặt phay nhôm trắng cũng rất là đẹp luôn. Còn âm ly Luickman L590A này hàng đẹp xuất sắc và đẹp, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng, zin tuyệt đối. Em đang bán với giá là 68 triệu cho các bác về chơi. Đấy, rất là đẹp. Và sang bên này. Đây, tiếp theo bên tay phải em đó là ba chiếc âm ly Luickman. Bên trên cùng đó là chiếc âm ly Luickman. Con này là âm ly Luickman đèn các nhá. Dòng này đã sử dụng 4 bóng công suất L34 và
4 bóng 12 AU7. Đấy, đây là toàn bộ bóng full lookman hết các bác nhá. Đấy, toàn bộ full lookman hết. Con này sử dụng mặt phay nhôm gold rất là đẹp luôn. Và cái lồng sắt này là nó có cái sơn màu xanh rất đẹp. Đấy, rất đẹp luôn. Giá chiếc âm ly này em đang bán với cho các bác là 60 triệu một chiếc âm ly full bóng Lickman luôn. Và hoạt động hoàn hảo và zin tuyệt đối. Và bên dưới đó là chiếc âm ly Lickman L509F. Đấy, đây L509F này. Con này là sử dụng mặt phay nhôm gold cực kỳ đẹp. À, nó cũng sử dụng hai đồng hồ vu chính giữa kim vẩy theo điệu nhạc luôn. Và hôm sau em sẽ test video từng sản phẩm cho các bác. Và hôm nay em chỉ thông báo và giới thiệu cho các bác thôi. Con này là em đang bán với giá là 62 triệu. Và bên dưới đó là chiếc âm ly Lichtman 509S. Đấy, 509S. 509S là cũng sử dụng đồng hồ vu chính giữa và dòng này nó là dòng mặt full thôi nha, chứ không phải mặt phay như dòng này. Đấy, mặt full. Rất là đẹp luôn. Và chiếc âm ly Lichtman này em bán cho các bác giá rất là tốt luôn. Giá là đi 56 triệu 800. Đấy, giá rất là tốt luôn cho các bác. Rất là đẹp luôn. Vâng, video giới thiệu sản phẩm một số mặt hàng của âm ly Lichtman đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại 0911886266, địa chỉ 147 ngõ 14 Mễ Trì Hạ. Và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.